điều trị cả tháng nay nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tích cực. Đây là một trong những bệnh nhân bị chó dại cắn nhưng không phát hiện kịp thời. Có những trường hợp can thiệp muộn đã dẫn đến tử vong. Và tất cả những ca như thế này đều không tiêm vaccine phòng dại. Bệnh nhân này cách đây khoảng một tháng là có bị cái con chó con ở nhà nó gào vô cái chân chút thôi. Thì cái tình trạng ông lúc nhập viện coi như là suy hô hấp, tổn thương rất là dữ dội. Kể cả những cái trường hợp chó nuôi trong nhà không rõ nguồn gốc hoặc không chích ngừa thì nó vẫn là cái nguồn gốc nguy cơ gây bệnh dại. Nếu bất cứ lúc nào bị động vật cắn thì cứ nên đến cơ sở y tế để được tư vấn chính xác. Hiện nay không chỉ có vaccine phòng chống bệnh dại và hỗ trợ điều trị được tiêm sau khi bị súc vật cắn, mà thị trường còn có vaccine được tiêm trước khi phơi nhiễm. Và loại vaccine thế hệ mới này có thể dùng cho tất cả các đối tượng từ trẻ em đến người lớn. Tức là sản xuất theo công nghệ mới và trên tế bào Vero, nó không ảnh hưởng gì đến đời sống và tinh thần của người được tiêm. Tiêm rất là an toàn, kể cả trẻ em và người già. Bạn em thì một người thích động vật, tức nhìn thấy chó với mèo thì rất là thích để tiếp cận ấy. Thì để mà bảo vệ con thì em nghĩ ở đây cũng là một cái phương án rất là tốt nếu mà có mũi tiêm dự phòng ạ. Vaccine dại không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia và phải nhập khẩu nên cũng dễ dẫn đến khan hiếm tại Việt Nam. Tuy nhiên, trung tâm tiêm chủng VNVC vẫn chủ động được lượng vaccine để phục vụ khách hàng trong mùa cao điểm. Chúng tôi đã có thể dự trữ được những cơ số vaccine lớn và có thể đáp ứng khách hàng trong kể cả những giai đoạn vaccine khan hiếm. Và hơn nữa thì VNVC cũng luôn cam kết với khách hàng là sẽ không tăng giá và luôn luôn giữ bình ổn giá vaccine kể cả giai đoạn khan hiếm hay không khan hiếm. Theo Y học Thế giới, chỉ có khoảng 10 ca bệnh dại được điều trị thành công. Tuy nhiên, cho đến nay tại Việt Nam vẫn chưa có phác đồ điều trị bệnh này. 100% ca mắc bệnh dại đã tử vong sau đó. Lẽ vậy, việc tiêm phòng bệnh dại là điều cần thiết. Thông tin xin được nhấn mạnh là vaccine dại thế hệ mới không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêm, kể cả trẻ em và người già, nên tiêm dự phòng là rất an toàn. Hiện nay, thì hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đã mở rộng địa điểm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để người dân có thể nhận được dịch vụ tiêm vaccine phòng dại và các loại vaccine dịch vụ khác. Cụ thể là tại Hà Nội, ngoài trung tâm tại địa chỉ 180 Trường Chinh, quận Đống Đa, thì còn có trung tâm VNVC tòa nhà Icon 4 số 3 Cầu Giấy gần với Đại học Giao thông Vận tải.